Sau nhiều lần bị người dân phát hiện việc xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, thì công ty trách nhiệm hữu hạn dệt Pacific Crystal tại khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã bị các cơ quan chức năng xử phạt gần 700 triệu đồng. Tuy nhiên, bất chấp việc bị phạt, công ty này vẫn tiếp tục xả thải. Và người dân sống xung quanh nhà máy này chỉ biết tập trung trước cổng doanh nghiệp này để phản đối khi mà môi trường sống của họ đang bị đe dọa. Tôi đang có mặt tại khu công nghiệp Lai Vu thuộc huyện Kim Thành của tỉnh Hải Dương. Và vào tháng 2 năm 2017 thì công ty Pacific Crystal đã bị xử phạt lên đến gần 700 triệu đồng vì hành vi xả thải ra môi trường. Nhưng mà theo những người dân ở đây thì sau khi bị xử phạt thì họ lại tiếp tục có những cái hành vi xả thải trộm ra môi trường. Và hôm nay thì rất nhiều người dân tập trung ở đây để đòi lại công lý cũng như là môi trường sống cho chính bản thân của họ. Khu vực này được người dân xã Lai Vu dựng 3 ngày nay. Từ sáng đến tối, từ tối rồi lại đến sáng, cắt cử người thay nhau canh gác. Vì theo những hộ dân này, để giữ môi trường sống trong sạch, không còn cách nào khác, họ phải dắt díu nhau, tự mình cứu lấy mình. Đưa nước được ra môi trường này, cá chết nhiều. Mà cho nên thì người dân vớt lên đem về chợ bán, người dân mua về không thể ăn được. Từ khi nhà máy hoạt động ấy, thì cây cối trong vườn chúng tôi nó là quả nó không đậu, ra hoa không có, mà quả nó không có ra được hoa quả nó không đậu, mà cây cối trồng nó không lên được. Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt Pacific Crystal của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dệt vải. Sau khi bị người dân phát hiện báo cho các cơ quan chức năng vào tháng 2 năm 2017, công ty đã bị phạt 672 triệu đồng về hành vi xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường. Tỉnh Hải Dương yêu cầu công ty hoàn thiện các biện pháp bảo vệ môi trường trước ngày 31 tháng 3 năm 2017. Tuy nhiên, theo người dân xung quanh khu vực, khói bụi và nước thải vẫn được lén lút xả ra vào ban đêm. Các hộ dân cũng cho biết, sáng ngày 13 tháng 4, ông Bùi Ngọc Lợi, bí thư xã Lai Vu có thông báo chiều cùng ngày sẽ diễn ra cuộc đối thoại giữa cơ quan chức năng, công ty và người dân để giải quyết vấn đề. Nhưng đến bây giờ ấy, là tôi vừa mới điện cho bí thư Bùi Ngọc Lợi mà mời chúng tôi lúc sáng, thì bây giờ tôi vừa mới điện lại, thì bảo là Ủy ban nhân huyện và Ủy ban nhân tỉnh chưa bố trí được, cho nên là chiều nay không đàm thoại. Thì bọn chúng tôi, lực lượng bảo vệ chúng tôi là giám sát đến 100% là lúc nào cũng có người để quan sát rồi là nắm bắt cái tình hình mà xả thải của công ty, nên là chúng tôi khẳng định là không thể có việc mà xả trộm được. Không phát hiện xả thải, chấp hành đúng quy định. Vậy nước đổi màu, mùi hôi thối mà các hộ dân phản ánh là do đâu? Họp không, giải quyết cũng không, và người dân vẫn phải sống trong cảnh một túp lều tranh, cả làng cùng đợi.